Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Czech Merlin 7, một chiếc xe được chạy bộ group chuyển động Shimano Asia và khung nhôm bánh 27,5 inch. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên bản, đồ phụ kiện bon chơi gư, toàn bộ khung nhôm. Chiếc xe thương hiệu Czech, thương hiệu Mỹ, rất là đẳng cấp và quen thuộc với các bác chơi xe. Dòng địa hình MTP được trang bị bộ phanh dầu Techo, tay bấm Atut. Tay bấm này là tay bấm 9, tương ứng với cả là 9 tầng nít và là 3 tầng đĩa. Cho xe có 27 tốc độ khác nhau, bên này là 3, phanh dầu Techo. Ghi đông của Ford, tất cả những cái phụ kiện kèm theo này đều là nguyên bản của Bontrager này. Toàn bộ xe nguyên zin hết, từ cặp bánh này còn rất là mới các bác này, vân bánh các thứ à. Trục xe đi cũng tương đối là ít, nên là giữ được xe nó còn, cái lốp nước này còn rất là mới. Vành Bontrager AT650. Giảm tốc 27,5 này, giảm tốc theo xe này, bánh 27,5. Sử dụng bộ chuyển động sau là Shimano Asia, gạt đĩa trước là Shimano Atut với 9 lít 3 đĩa, đùi đạp Shimano. Rồi em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm của phốt là 56 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m58-60 đến khoảng 1m70 đi phù hợp. Chuyển động các thứ của chiếc xe các bác có thể thấy trên hình này, rất là nhẹ nhàng và mượt mà, lên xuống rất là êm ái. Đấy, em vừa giới thiệu qua đến các bác mẫu xe đạp địa hình Czech Model Merlin 7, một chiếc xe đạp thể thao địa hình nhau núi cao cấp đến từ thương hiệu Czech và đang được bán tại cửa hàng em mức giá là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.